Kính thưa quý vị và các bạn, cái đoạn đường này cả nhà có nhận ra là ở đâu không nè? Thông thường á, bất kể ai mà khi đứng về phía chính pháp rồi yêu mến sự thật và muốn vạch trần cái sự lừa dối ở thiên an bên bờ vũ trụ á, đều nhận được một câu nói chung của fan cuồng, đó là bạn là người độc ác cho nên bạn đi ăn hiếp một ông già 90 tuổi thế này thế kia. Cho nên hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn xem là tụi mình có thật sự là ăn hiếp một ông già hay không ha. Trước tiên á thì mình cũng rất thông cảm với những cái bạn đó, những cái bạn mà có tình thương đối với người lớn tuổi hay là có lòng tôn kính đối với những người cao tuổi ha. Bởi vì theo truyền thống của dân tộc á thì người ta vẫn thường có câu là kính lão đắc thọ mà. Tuy nhiên á, những cái người cao tuổi thì người ta cũng đồng hành tuổi tác với kinh nghiệm sống hay là những cái gì tốt đẹp mà các cụ đó đã để lại cho đời, hay ít ra cũng là một cái tấm gương nào đó để cho con cháu noi theo trong cuộc sống ha. Thì cái câu kính lão đắc thọ nó mới phát huy được tác dụng và người ta cần phải noi theo. Đằng này một cái người lớn tuổi mà để lại cho cuộc đời cả một cái sự nghiệp lẫy lừng về cái sự lọc lừa dối trá, vậy thì các bạn muốn học hỏi cái gì ở người đó? Trừ khi là các bạn cũng là một người chuyên đi lừa gạt người khác á, thì các bạn ủng hộ đúng rồi, đúng không? Nói thật cho các bạn biết á, mấy chục năm có mặt trên cõi đời này, mình chưa bao giờ mà chửi bới hay mạt sát bất cứ ai. Dẫu rằng cũng có lúc mình cũng bốc đồng đó, nhưng mà mình cố gắng kìm nén cái cảm xúc lại để cho mọi chuyện nó qua đi. Nhưng mà khi thấy được thiền an bên bờ vũ trụ hết lần này đến lần khác lừa dối cộng đồng rồi giả danh người tu hành và đặc biệt á, là họ phỉ báng Phật pháp thì mình không thể nào làm tin được. Mình phải lên tiếng. Nhưng mà các bạn nghe hay không thì các bạn. Chuyện mình nói á, thì mình vẫn nói thôi. Đến khi nào mà cơ quan chức năng người ta công bố kết quả cuối cùng á về cái nơi đó thì mọi chuyện nó mới kết thúc. Cái chuyện mà trước đây những người trong thiền an bên bờ vũ trụ á, từ ông cụ Lê Tùng Vân rồi tới Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Huyền Trân, Huyền Trang gì đó, họ liên tục khóc lóc và than thở rằng á, là tất cả những em bé đó và kể cả họ đều là mồ côi. Trong khi trước đây khoảng 10 tháng á, thì Nguyễn Xin đã công bố các giấy chứng sinh của những em bé trong đó đều có mẹ là những cái cô giả đó ở trong đó luôn. Và thời điểm đó thì họ lập tức lên tiếng phản bác lại Nguyễn Xin á, là nói rằng cậu ấy vu khống. Rồi sẽ thuê luật sư để kiện Nguyễn Xin này kia. Vậy mà đến khi đoàn kiểm tra liên ngành xuống làm việc á, thì chính ông cụ lại chịu nhận những em bé đó đều có mẹ sống chung, đúng không? Nhưng mà không có cha nha. Vậy thì coi như đó là lừa dối tập 1 rồi, đúng không? Còn nếu mà lòi ra cha nữa là tập 2 luôn, là toàn tập luôn đó. Và cái hôm thứ hai vừa rồi, cũng chính Nguyễn Xin đã đăng một cái status cho rằng mối quan hệ giữa cụ Vân rồi cái Nico giả Huyền Trang và bé Chí Tâm gì đó, mối quan hệ này chắc là diễn viên Nhật Cường á đã đoán trước được hay sao mà anh ta diễn một cái đoạn đoạn phim hài mang tên là Vì Sao Tôi Điên đó quý vị, năm 2007 hay 2008 gì đó. Chắc là biết trước được quý vậy, ông diễn rất là nhập tâm, rất là hay, đoạn phim nó tới bây giờ vẫn còn nổi tiếng. Mà nó cũng không khác gì ở gia đình thiên an bên bờ vũ trụ luôn, nếu mà đây là sự thật. Huyền Trang á, được cho là mồ côi, rồi bé Chí Tâm cũng vậy, cho mồ côi luôn. Nhưng mà chính Huyền Trang là người đã nói trên sóng truyền hình HTV7 nha, trong cái game show Thách Thức Danh Hài đó, hình như hiện tại vẫn còn trên YouTube luôn. Rồi cuối cùng cái dòng trạng thái của Nguyễn Xin là ghi rõ ràng là cụ Vân thì đẻ ra Huyền Trang, rồi cụ Vân lại ở với Huyền Trang, với con gái là Huyền Trang rồi đẻ ra em bé. Nhưng mà nói hai người đó mồ côi hết. Vậy thì cái chuyện mồ côi mà ông cụ Lê Tùng Vân ông luôn khẳng định với truyền thông là lừa đảo lòng thương rồi còn gì nữa, chính xác rồi, đúng không? Còn cái nghi vấn mà cha ruột ở với con gái sinh ra em bé thì thiệt sự là cả thế giới là lên án, không? Trừ fan cuồng thôi, vì họ cho rằng lõn lưng có sao đâu mà, đúng không? Chắc có lẽ họ là những cái người của hành tinh khác hay là nào giờ họ sống biệt lập ở với cái thế giới văn minh hay sao cho nên họ mới chấp nhận chuyện đó nha, chứ mà còn dân tộc Việt Nam thì chưa bao giờ.
chẳng như chẳng hạn như cái vụ án mà cha ruột mà hiếp dâm con gái ở Phú Yên nè, ở Bình Thuận đồ đó, những cái vụ án đó thì hầu như là 100% ai nghe nó nói đến cái vụ án đó đều phẫn nộ và lên án cực kỳ mạnh mẽ luôn. Vậy thì cái gia tộc này nếu mà nghi án loạn luân kia là có thật thì đó chỉ là một phần trong những sai phạm của họ mà thôi, đúng không? Mà các bạn lại tôn sùng như thần thánh thì biết là cái gu của tín ngưỡng của các bạn rồi đó. Các bạn thấy á, một dân tộc Việt Nam bao đời nay chưa bao giờ ủng hộ cái chuyện loạn luân. Vậy thì còn trên thế giới thì sao? Sẵn tiện thì có một cái YouTuber là fan cuồng của Thiền Am á đang ở Canada. Cho nên mình xin nhắc cho cái người YouTuber đó cũng như là những người fan cuồng khác một cái câu chuyện từ đất nước Canada xinh đẹp. Bởi vì với nhiều người á, cái thung lũng Annapolis thuộc cái bang Nova Scotia ở Canada á, ai cũng biết đến với cái lễ hội hoa hồng rất là nổi tiếng. Cùng cái khung cảnh thiên nhiên núi rừng ha, rất là hùng vĩ và rất là đẹp. Nhưng mà đằng sau cái vẻ đẹp đó đó là một cái câu chuyện đen tối về cái vòng luẩn quẩn của tội ác. Đó là vào năm 1984, một học sinh 14 tuổi đã bất ngờ bật khóc ngay trong lớp học. Thì rất là nhiều người chú ý. Khi đó giáo viên xuống hỏi tại sao cô bé khóc á, thì cái cô bé tên là Donna Goller đã kể lại là cha đẻ và những người thân khác trong gia đình của cô á đã ép cô quan hệ tình dục tới 10 hoặc là 15 lần một tháng. Đó, cái lời nói của cô bé thì gây chấn động cả một vùng thung lũng Bình Yên đó luôn. Ngay lập tức thì có một cuộc điều tra khẩn cấp tiến hành với gia đình Goller. Sau đó họ phát hiện là 13 người lớn ở trong đại gia đình đó bị cáo buộc là cưỡng dâm. Rất là nhiều em bé ở trong gia đình, có cả những em bé dưới 14 tuổi nữa. Sau đó phiên tòa xét xử thì cái 13 người lớn trong gia đình Goller á, sau đó đã bị kết án là tổng cộng với hình phạt là 120 năm tù. Còn những thành viên khác trong gia đình thì được cho tại ngoại nhưng mà cũng bị kiểm soát chặt chẽ hơn bởi chính quyền địa phương. Vụ án này chấn động Canada luôn đó. Mà không biết cái ông YouTuber người Việt gốc Hoa đang ở Canada đó nó có biết cái chuyện đó hay không, mà ông ấy vẫn hết lòng tâng bốc cái hành động ở Thiền Am và vũ trụ. Vì cái tính chất cái vụ Thiền Am đôi khi nó còn nguy hiểm hơn so với cái vụ ở đại gia đình của Goller ở Canada nữa, đúng không? Vậy thì một cái con người mà lớn tuổi làm nhiều chuyện động trời như vậy á, các bạn kêu tụi mình kính lão như kiểu nào đây? Hay là phải chấp nhận hùa theo và tâng bốc những cái hành động của cái vị mà các bạn cho là Phật sống đó, thì các bạn mới gọi là lương thiện, mới gọi là hiền từ. Trời ơi. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng á, khi mà chúng ta thấy được cái việc làm sai trái mà chúng ta im lặng thì đó có thể xem như bị bao che rồi, đúng không? Còn nếu mà các bạn biết được những việc làm sai trái mà các bạn lại ủng hộ rồi hùa theo á, rồi tung hô lên á, thì đó thuộc về đồng lõa rồi, đúng không? Tội rất là nặng đó nghe. Nếu mà chúng ta thấy được cái sai trái á, thì chúng ta phải lên tiếng thôi. Ít nhất á, là cho những người mà chưa biết gì về họ, lỡ một mai mà họ bị lừa hay là có đụng chạm gì với người ở đó thì người ta còn biết cái đường để người ta tránh, không? Hay có khi họ những cái người ở Thiền Am đó khi mà nói với thì mưa dầm thấm thấm lâu mà thì họ cũng nghe được. Biết đâu họ quay đầu họ dừng lại những việc làm sai trái thì sao, nó cũng tốt. Chứ đằng này các bạn cứ im lặng rồi các bạn cứ tung hô hoài, người ta cứ nghĩ là người ta làm đúng, người ta làm tốt, rồi bắt đầu người ta làm hoài làm nhiều chuyện đó. Nếu mà các bạn cứ nói là họ đúng, họ là Phật sống này kia, thì một cái gia đình mà đại khái như lỡ mai đi rơi vào cái gia đình của các bạn, một người con gái của bạn bị dụ dỗ vào trong đó, các bạn thấy sao? Tại sao cái gia đình người ta mất con, người ta đi tìm con mà các bạn lên án, còn một đại gia đình này ăn không ăn ở không rồi tối ngày đi lừa đảo lừa gạt người ta, lừa gạt nhưng bây giờ ràng ràng trước mắt là lừa gạt chuyện mồ côi nè, mà các bạn lại tung hô tâng bốc thì có công bằng với những cái gia đình mà người ta mất con không? Các bạn không hiểu chuyện đó, lỡ các bạn là trong hoàn cảnh đó các bạn đối xử như sao? Đó, có người người ta nói là sẽ là ta không có hiền như gia đình của ông Thắng chị Mai đâu. Nó ngộ quá, xã hội gì mà nó bị lật ngược hay sao? Một gia đình người ta bị hại mà các bạn lại lại dù dập người ta, còn cái gia đình Thiện An nó hại người ta mà các bạn lại tung hô. Thực sự là không hiểu nổi.
Rồi, cái đoạn đường này là ở Bến Tre nha các bạn. Mình đang cái công chuyện ở đây thì nói chung nó cũng có liên quan chút chút về Thiền Am. À, sau này thì các bạn sẽ biết ha. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nha.